Xin chào các bạn và toàn thể anh em trên kênh nha. Hôm nay mình để đưa các bạn đi xem xe cày đi chở cà phê cho bà con xem nha. Xe đang tới đây, đang lên dốc rồi. Lên dốc quá đi. Xe đẹp không nổi được. Bây giờ bắt tay phải cày cầu nhá, xem ở trong máy thì nó dốc máy nhưng mà ở ngoài đời này nó dốc lắm nha các bạn nhé. Bắt tay đang cày cầu, xe này xe kia ta đang lên cầu đẩy. Đây là mua máy bao này. Mua máy bao cho đây bao nhiêu? Hai xe luôn nhá. Yo. Đừng cầm. Nó thốc ăn trò. Ôi. Thùng bao rồi. Nhau nhẹ thôi. Nè, cứ từ từ nhiều ô thôi. Bà nó chưa tỏ hả là? Mà khắp có 3-4 nghìn rồi. 3-4 nghìn. 3-4 nghìn rồi, đền bài là tiền đi. Thanh niên. Rất đâu mà. Bỏ xuống tí nữa. Kubota 3000. Cầu đẩy. Rồi. Nó giờ quay sao quay được. Nó là tâm lý chưa? Hả? Đó, đóng đi chứ. Có mùi trước là anh xuống kia. Chờ đi. Có mà. Có đi. Có cô bé rồi. Đây, bác đọc đây. Tiếng rồi.